con gì kéo vậy? Ôi con gì vậy? Nó giống con quái vật quá vậy. Hãy xem ta đây. Ôi ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Con gì vậy? Con gì, vậy? Con gì đang chui vậy? Giống quái vật quá. Game Channel. Nhanh lên, nhanh lên mấy bạn ơi, nhanh lên. Đi câu cá mà mấy bạn đi chậm chạp quá à. Biết chừng nào mới có cá ăn. Thôi thôi, để cho bạn gấu câu cá đi. Hai tụi mình học bài. Tụi mình thi những câu đố nhanh như chết nhí không? Được, được. Vậy thì bây giờ bạn voi đố đi. Họ trả lời hết cho mà xem. Vậy thì bây giờ nghe nha. Đố bạn, người có nhiều vàng thì có được gọi là người giàu không? Dĩ nhiên là phải rồi. Vậy thì ngôi nhà có nhiều màu vàng thì có phải gọi là nhà giàu không? Để thỏ suy nghĩ đã. Trời ơi, đi câu cá mà hai bạn nói chuyện ồn ào quá à. Cá nó sợ nó bỏ chạy hết rồi kìa. Nãy giờ có câu được con nào đâu. Có con cá kìa, im lặng im lặng. Hy vọng là một con cá thiệt là to. À thỏ biết rồi. Ngôi nhà mà được sơn màu vàng thì không phải gọi là nhà giàu. Tại vì đó chỉ là sơn màu vàng thôi. Thỏ thông minh lắm. Vậy bây giờ đố thỏ thêm một câu nữa nè. Tàu lửa chạy trên lửa hay chạy trên trời? Hả? Tàu lửa hả? Tàu lửa thì chạy... Chạy trên... Nè, hai bạn. Hồi nãy mình câu hụt con cá rồi kìa. Do hai bạn cứ trên bờ nói chuyện ồn ào quá à. Bây giờ cá nó bỏ đi hết rồi kìa. Bạn gấu này, bạn thích câu cá thì bạn cứ câu đi. Mình với lại bạn voi muốn học mà. Sao bạn lại cấm chứ? Sở thích mỗi người mỗi khác mà. Thôi thôi, không nói chuyện với mấy bạn này nữa. À, mình biết rồi, mình sẽ leo lên cái ghe này. Mình bơi ra giữa biển mình câu. Vậy là không có ai làm ồn ào mình hết. Đúng rồi, đúng rồi. Chèo ra. Ra đây là yên tĩnh rồi. Không có nghe ồn ào nữa. Chắc chắn cá nó sẽ cắn câu thôi. Thấy chưa, mình nói đúng mà. Nó cắn câu rồi kìa. Yeah, được rồi, một con cá. Ủa, cá bé xíu à. Cá này là cá gì vậy ta? Em cá ơi, lần này về cho anh nấu canh chua nha. Anh gấu thả em ra đi. Em là cá nóc đó. Người em có rất là nhiều chất độc. Anh gấu mà ăn thịt cá nóc là anh gấu sẽ bị chết đó. Ha, định lừa hả? Định dụ anh gấu này hả? Anh gấu này không sợ đâu. Vậy thì anh gấu có sợ những cái gai này không? Đây là vũ khí tấn công của cá nóc đây. Ôi, đau quá. Đau tay quá. Ôi da. Đúng là con cá này ghê thiệt. Nó có vũ khí gì mà cái gai y như con nhím vậy. Đau quá. Thôi bây giờ mình câu con khác đi. Hy vọng lần này mình sẽ câu được một con cá về ăn coi. Ôi gì vậy? Mới vừa thả câu mà cái con gì kéo vậy? Con gì? Ôi sao nó nặng quá vậy? Vậy chắc chắn đây là một con cá to rồi. Ôi bạn thỏ, nhìn kìa. Bạn gấu đang bị con gì kéo đi kìa. Hay là con quái vật ở dưới biển. Mình phải đi tìm cách cứu bạn ấy thôi. Ây da, con gì mà mạnh dữ vậy? Sao kéo luôn cái ghe của mình đi như vậy? Con gì? Dĩ theo. Sao nó kéo cái tàu của bạn gấu đi xa dữ vậy? Con gì vậy? Ôi, con gì vậy? Nó giống con quái vật quá vậy? Thôi, không được rồi. Nó kéo một hồi là cần câu mình sẽ bị gãy luôn đó. À, mình có cách rồi. Mình sẽ nhảy xuống mình bắt nó luôn. Đâu có con nào mà mạnh bằng gấu đâu. Nhảy luôn. Bắt được rồi nha. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi lên bờ. À, thì ra là một con cá kiếm. Buông ra. Ôi da, đau quá. Sao con cá kiếm này nó khôn quá vậy? Nó cho mình đụng vô vách núi à. Ôi, thôi rồi. Sao cái ghe này nó lại dạt vô trong bờ rồi? Vậy còn bạn gấu đâu? Hay là bạn gấu bị rớt xuống dưới biển rồi? Ôi, tiêu rồi. Nè, còn cần câu ở đây nữa nè. Bạn gấu đâu rồi ta? Mới đó mà. Không lẽ bị con cá nó lôi xuống dưới biển rồi hay sao? Mệt quá. Cái con cá kiếm này nó mạnh ghê thiệt. À, có một con gấu xuống dưới biển hả? Mình sẽ bắt nó mới được. Hello, bạch tuộc. Bạch tuộc có thấy con cá kiếm ở đâu không vậy? Mình đang đi tìm con cá kiếm đây. Bạch tuộc thấy không? Ta không có thấy. Nhưng mà ngươi xuống dưới biển thì ngươi sẽ bị tấn công thôi. Hãy xem ta đây. Ôi, cái gì vậy?
vòi này, bỏ ra, bỏ ra. Còn kháng cự nữa hả? Ta cho mực răng ra luôn nè. Má, con mực tuột này lì quá à. Không chịu buông hả? Không chịu buông thì ta sẽ bơi vô trong bờ cho ngươi chừa nè. Ôi, bạn gấu, bạn gấu. Sao bạn ở dưới biển luôn vậy? Mà trên đầu còn có con gì vậy? À, thì ra con bạch tuộc nó đang bu lên đầu của bạn gấu kìa. Bây giờ làm sao gỡ ra đây? Những cái vòi này nó bám chặt quá à. Gỡ ra giùm mình đi. Con bạch tuộc này nó dai quá à. Nó cứ nó bám lên đầu mình, nó không chịu buông. Được rồi, để phơi, giúp cho. Ây da, chặt quá à. Không được nè. Ây da, da, nhẹ tay thôi bạn voi. Đau quá, nó không có chịu buông ra nè. Hả, không có cách nào nữa hả? Bây giờ nó bám chặt vậy hoài, không lẽ gấu đeo nó suốt đời sao? À, đợi thỏ, thỏ có cách nè. Bây giờ chỉ cần chọt lép con bạch tuộc, nó nhột là nó sẽ buông vòi ra à. Đâu đưa mình thử coi. Rồi, nó buông vòi ra rồi kìa bạn ơi. Công nhận, thỏ thông minh thiệt. Cảm ơn hai bạn nha. Bây giờ mình đi câu tiếp đây. Hồi nãy mình bắt được con cá kiếm luôn đó. Nhưng mà nó mạnh quá nên nó kéo mình xuống dưới biển luôn á. Thôi bây giờ để mình coi con khác. Hy vọng lần này sẽ bắt được con gì đó. Nếu mà bắt được con bự thì để voi phụ kéo lên cho. Kìa, lại có cắn câu nữa rồi kìa. Con gì ăn hết mồi của mình rồi. Hình như đứng trên bờ câu là không có được nhiều cá bằng ra giữa biển đâu. Ý, nó lại có ăn nữa rồi kìa. Ô, cái gì vậy, À, con rái cá. Kéo vô. Thì ra nó là con rái cá con. Con này mà đem về mình tập luyện để nó làm xí thì vui lắm đây. Vậy, mình cho nó vô trong cái xô đi, cho có nước để nó thở. Nè, bây giờ mình cho con rái cá vô đây. Hai bạn có nhiệm vụ canh giữ nó nha. Đừng cho nó rơi đi xuống biển lại. Rồi mình đi câu tiếp đây. Được rồi. Để thỏ với voi canh giùm cho. Nhớ canh kỹ á nha. Để về nhà mình còn làm xiếc nữa. Hy vọng là con hải cẩu này biết làm xiếc. Hên quá. Hôm nay mình lại bắt được một con thú để làm xiếc. Thích thiệt. Hy vọng tí nữa mình sẽ câu được nhiều con lạ hơn nữa. Kìa, lại có cắn câu nữa rồi kìa. Con thỏ với con voi nó ngủ rồi. Hên quá. Bây giờ mình phải im lặng, mình đi xuống dưới biển lại thôi. Hên quá. Mình được cứu sống rồi. Không phải làm xiếc cho mọi người xem nữa. Khỏe rồi. Đi về với mẹ thôi. Sao không có con nào cắn hết vậy ta? Ý, con cắn đâu rồi kìa. Con gì vậy? Con gì đang thui vậy? Giống quái vật quá. Con gì đây? Kéo vô. Hả? Con này là con gì vậy ta? Sao nhìn nó giống cái máy bay mà sao nó đen thui như thế này? Thả ta ra con gấu kia. Ta là cá đuối điện. Nếu không thả ta ra, ta sẽ phóng điện ngươi đó. Sao con cá này nó có điện vậy? Bị giật rồi. Thả ra nè. Đã nó mà không nghe. Sao bữa nay xui xẻo quá vậy? Gặp con cá kiếm, rồi gặp con bạch tuộc, bây giờ lại gặp thêm một con cá đuối nữa. Tiêu rồi bạn voi ơi, nhìn nè. Con rái cá nó bỏ trốn rồi. Còn ngủ nữa, dậy mau lên để bạn gấu la tụi mình bây giờ. Mất rồi hả? Tiêu rồi. Hai tụi mình ngủ quên hồi nào không nhớ. Kiểu này chắc bạn gấu sẽ la tụi mình quá. Bây giờ mình phải làm sao đây? Làm sao bắt lại được? Nè, mình có cách rồi. Bây giờ mình giả bộ mình sẽ chui vô trong cái xô. Để mình đung đưa cái xô, làm như vẻ là có một con rái cá ở trong cái xô vậy đó. Để cho bạn gấu tin rằng là con rái cá vẫn còn. Được á. Vậy bạn ngồi xuống đi. Nè, bạn gấu ơi, bây giờ voi phải về nhà rồi. Bây giờ voi trả lại cái xô nè. Có rái cá trong này nè, bạn tự giữ nha. Được. Để xuống dưới cho mình đi. Mình bắt vài con nữa mình sẽ tự về. Nè, kiểm tra nha, có con rái cá rồi đó. Mình về đây. Bye bye. Ơ, cái xô nó đung đưa kìa. Vậy là con rái cá còn ở trong đó. Bây giờ mình chỉ cần câu thêm một vài con nữa rồi mình sẽ về. Hả? Cái gì vậy?
sáng nay gặp toàn là con quái vật không vậy? Con này là con cá voi. Ôi thả ra đi. Con cá voi này to quá à, nó giống cá kiếm á. Nó sẽ kéo mình xuống dưới biển cho mà xem. Hello, hello, xin chào gấu. Lần sau đừng có câu chúng mình nữa nha. Nếu không mình sẽ lôi xuống dưới biển đó. Ôi thôi thôi, chạy về để lôi xuống biển nữa bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.